Chào mừng cô chú, các chị và các bạn nha. Hôm nay thì em làm cái clip này, quay cái cây mai này là xin chân thành cảm ơn anh Chiến Lê. Đó là cái tên tài khoản Zalo Việt Kiều Mỹ. Hiện đang anh đang sinh sống và công tác tại Mỹ. Thì qua quá trình mà quen biết với nhau với anh á, thì hai anh em rất là mến nhau. Thì anh có mua tặng cho em một cái cây mai này. Thì anh cho từ hôm tháng 5 mà em gửi tại nhà vườn chăm sóc dùng là 2 tháng. Thì hôm nay thì em đã trở về nhà này. Đây là nhà em. Thì em cũng quay để quay em đang lên cơn để cảm ơn anh Chiến Lê, anh chị đã rất là quan tâm em, thương em và cho em cái cây mai này. Em rất là trân trọng cái món quà mà anh chị tặng cho em nhé. Đây. Thì em sẽ chăm sóc. Đây là một trong những món quà rất là đặc biệt. Nó nói là cái tình cảm của anh chị dành cho em nha. Em sẽ chăm sóc để chơi Tết mỗi lần mà nhìn cái cây này, là cũng như là thấy được cái sự trân trọng từ tình cảm của anh chị. Món quà rất là đặc biệt nha. Đây là cây cúc mai Giang Long rồi các nhà. Mai Bình Đức nha. Đây. Đó, để xem đây nha. Đây, hôm nay thì em đã đem về nhà rồi nhé. Rồi một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị nhé. Cây đã về thì em thôi. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Em xin kính chào tạm biệt ạ.